Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Người Long An, sống người Long An. Đây bữa cơm trưa. Đây thịt chiên với trứng chiên. Ăn với canh mướp các bạn. Đây có nước mắm tương ớt các bạn, tỏi ớt các bạn. Thôi các bạn, rồi mời các bạn ăn cơm cùng mình nha các bạn. Rồi. Rồi mời các bạn mình nhé. Đây là trứng nè. Mời các bạn ăn nhé. Cái miếng này á. Ngon quá vậy. Ăn cơm luôn vậy. Ui. Ăn rồi. Canh. Ăn cơm có canh dễ nuốt rồi. Khỏe. Thank you.
xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn mình đã tham dự video đó, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Chào các bạn.